Hát cáp cho vui, em cũng thích hát cáp nè. Rồi, em mời Chiêu đến hát bài bánh bông lan nè, cho nó vui. Ok, em cũng thích hát cáp nó vui. Qua thương cô nàng bán bánh bông lan, sẽ đò lúc tình thân quen hơi nhớ tiếng quá gian tìm duyên. Chào chị Ngọc. Cô hai ơi, cây bông lan nhị vàng canh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng vậy nó cũng vàng luôn à. Vậy mà hễ vắng lâu là trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi. Ủa mà sao cô hai đánh thinh không nói một lời, ông bà mình bảo hễ ăn thì nói, mà sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba, hễ có ăn thì có nói, nhưng hồi sáng tới giờ tôi bán chứ không có ăn. Nói vậy nãy giờ tôi đến gần một chục cái bánh bông lan rồi, chắc là tôi phải ở đây nói quà cho tới tối. Chào bà Lê, chào anh nha. Ngọc Dư, chào Ngọc Dư lại em. Anh ở tôi không dám mời, mà anh có đi tôi cũng không có hối. Vậy chứ có ai hối sao mà cho đành đoạn, trong khi chỉ tại vì cái bánh bông lan mà ở trên xứ tôi lặn lội xuống dưới này. Chắc tại người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Cảm ơn anh ba, để về tôi nói lại, ba má ở nhà xin bột bổ khuôn đó. Ủa vậy không phải à, mà thôi chắc là nhờ tay nó khéo đó. Ủa bộ không phải mà cô hai nè, quá chi vậy? Không lẽ tôi nói tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ gì vậy ba? Nhờ bánh bông lan. Chào bà Lê. Bông lan mát miệng kề, thương anh tại đâu hò lòng tiếng hát đưa duyên. Con đò dàm bò lên trên quen môi nhớ miếng. Dạ chị. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi thiệt thà nên hay nghĩ làm sao thì nổi ra làm vậy. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông.
thì đây tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh hay quá, quá chị ơi. Có được mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Dạ, tôi có nghe ngày làm bánh đâu phải ai cũng được. Phải học hỏi cho đàng hoàng và còn phải khéo tay nữa nha. Vậy hôm ấy anh ba về rồi đưa chị ba xuống. Ba má tôi học có sâu buồn giấu nghề. Hay quá chị ơi. Cảm nhận này, chị yêu mình lớn tuổi mà hát rất là ngọt ngào nha cả nhà. Chị yêu biển tiếp. Dạ, cũng hay, tốt bụng vậy, tôi cảm ơn. Nhưng ngặt ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Ủa, nói vậy anh ba đây chưa có vợ hả? Dạ, từng tuổi này mà ở vậy có mình anh nè. À thôi, tôi biết rồi. Tất chắc tại anh ba lọc lừa kém tròn. Nên chưa có cô nào vừa mắc cũng có lọc lừa có kén chọn gì đâu nhưng chắc cái mùi gì mà bông lan mà cả đầu cứ quên không được. Dạ cảm ơn cô hai mà cô hai nè sao cô nói cái gì cô cũng bàn ra hết trời. Nói gần nói xa không qua nói thiệt có ai tôi lặn lội xuống dưới này là tại tôi nhớ cô. Cảm ơn cả nhà Quyền Lan cũng dũng cho hai chị em nha. Rồi tìm canh của Quyền Lan hát Quyền Lan.